Nhưng mà anh có chắc đó là cô Loan không? Chắc chắn có Hồng. Tuy là bề ngoài cổ có thay đổi một chút, nhưng mà giọng nói rồi cử chỉ của cổ với sao tôi lầm được có Hồng. Anh nói cũng đúng. Tại anh cũng thương cổ bao nhiêu năm nay rồi còn gì. Không phải đâu cô Hồng, đừng hiểu lầm. Tôi tìm cô Loan không phải vì ba chuyện tình cảm của tôi đâu. Vì hạt dẻ của Hồng. Hạt dẻ nó cũng cần được biết mẹ nó chứ cô Hồng. Anh nói như vậy tức là nếu như cô Loan có nhận con lại thì anh sẽ giao hạt dẻ cho cổ hả? Thì đó chính là út nhỏ phải không? Nhưng mà tại sao bữa đó lại ở chỗ đó? Còn con không biết nữa. Hôm đó con gặp cổ thì cổ đã bất tỉnh rồi. Con mới cõng cổ đi tìm ngàn người dân đi cứu cho cổ. Người ta lấy thuốc xoa cho cổ, dùng rượu ngâm, dùng lá rừng. Rồi cổ mới qua cơn nguy kịch. Nhưng mà mê man cả tháng trời. Khi mà cổ tỉnh dậy, cổ không còn nhớ cổ là ai, kể cả tên của cổ. Khi nào có dịp á, cô út nhỏ tới thăm hạt dẻ nha. Dạ, nhưng mà con nhớ về sớm nha. Không á, là dẻ về làng mô với bà nội luôn á, là cô tìm không có ra đâu á nha cô. Ừ, có. Út nhỏ, lẹ đi em.